Vâng, bác Chí, bác có gọi điện cho bên cao điêu thông minh số. Bác bảo bác hướng dẫn cách đấu súp điện từ đằng sau vang. Vâng, thì đây là cháu đang quay mặt sau của cái vang cơ, kết nối với đẩy. Đẩy thì mình không nói làm gì, mình nói về vang thôi ạ. Thì đây nhá, thì vang có rất nhiều loại. Đây là cái vang này là vang Zia KM5FX bên cháu này. Thì cái cổng súp của nó là bằng cái rắc 6 ni da hoa sen. Vâng, đây cháu đang đấu cổng súp đấy ạ. Đây là bát ao này, bát ao này. Đây là bát ao. Bát ao đây là cổng súp. Có những cái vang thì nó ghi như là súp ao. Súp ao thì cũng là đường ra súp đấy ạ. Bằng có một loại TF6 bên cháu bán thì nó lại là rắc Canon da hoa sen cơ. Rắc Canon. Thì mỗi loại nó có một thiết kế riêng. Thì bác cứ kiểm tra đằng sau cái vang nhà mình là cái rắc gì thì bác kết nối. Nếu mà rắc Canon da hoa sen thì các bác đấu cũng đấu kiểu là từ tín hiệu súp ao hoặc là bát ao ra. Đây thì cháu đang đấu cái bằng rắc 6 ly, cái của Zia K15FX này là đấu cái rắc 6 ly da hoa sen. Vâng, thì cháu đấu đấy ạ. Đấy, cháu đưa vào cái rắc hoa sen này. Đấy, bác chỉ cần đấu 1 giây thôi nhá. Vì cái súp điện nó chỉ có 1 bát thì bác chỉ cần đấu 1 giây thôi, 1 giây hoa sen thôi. Đấy, cái dây này cháu bỏ. Đây, cái dây thứ hai là cháu bỏ. Đấy, sau đó là bác đưa xuống súp này. Đây, bác đưa xuống súp. Đây ạ. Đây ạ. Đây, thì cái rắc hoa sen mà cháu đấu bằng rắc 6 ly rắc hoa sen ở đằng sau vang có cái tín hiệu súp ao ra, thì cháu đấu vào cổng súp này. Đây, chỉ cần một cổng này là đủ ạ. Để cổng súp đấy ạ. Thì bác cắm vào đây nhá. Đây cháu đang cắm đây ạ. Cắm nguồn điện này và cắm bằng cái tín hiệu súp bằng cái rắc hoa sen. Đây, còn đây là bên thường thường bên cháu đấu cái bên rắc cái cầu đỏ đen này cơ. Thì bác này bảo hướng dẫn là đấu cách đấu súp từ đầu vang. Đây cháu hướng dẫn cho bác rất chi tiết. Và các cái thông số này chỉnh thì vẫn là như bình thường đấy ạ. Đây thì mỗi khác cái cách thức đấu là cổng hoa sen súp. Còn hai cái cổng này thì bác đấu bằng hai cái cầu đỏ đen của âm ly hoặc là đằng sau loa ra, vì súp điện nó chỉ là tín hiệu thôi ạ. Đấy, hoặc là đằng sau đẩy cũng được. Đây là ra hoa sen. Đấy, còn đây là cổng súp từ vang xuống. Đây, cho lại quay trở lại vang nhé. Thì thông thường ở cái vang nào cũng vậy, nó sẽ có một cái hai cái volume phía sau cổng ra súp của vang, đó là to cái bát vô này này là cái to nhỏ của cái tín hiệu ra, to nhỏ của tín hiệu ra của súp. Đấy, thì là to nhỏ cũng như kiểu là cái volume to nhỏ của mic ạ, của phần music âm nhạc đấy ạ. Ở phía sau nó có một cái cổng volume này, thì các bác dùng tôi biết các bác chỉnh nhá, chỉnh hết công suất. Đấy, còn cái bên này nó là cái gì cũng là một cái núm chỉnh. Đây là cái núm gọi là cắt tần số. Cái này nó cho rất sâu, từ xuống 30Hz đến 250Hz. Thì em khuyên bác là, cháu khuyên bác là bác chuyển về hết 30Hz nhé. Vì đây là cái giải tần thấp, chỉ lấy cái tần số thấp đấy ạ. Vì thế nó mới cho ra được tiếng trầm. Bác mà chuyển lên cái 250Hz này nó có cả tiếng ấy nhá. Thì bác phải chuyển về hết 30Hz để nó cắt những cái tần số cao đi. Đấy, thì phía sau cái vang nào nó cũng vậy, là cái chung rồi, nó chỉ có khác cái rắc Canon da hoa sen hoặc là 6 ly da hoa sen đấy ạ. Thì cái vang TF6 bên cháu này là Canon da hoa sen, thì cái vang Zia KM5FX này lại là rắc 6 ly. Đấy, thì bác chọn lựa cái cổng của mình là cổng gì nhá. Đấy, rất là đơn giản đấy ạ. Đấy, như thế này là cái súp điện của bác đã hoạt động rồi ạ. Vâng, bác cứ tìm cái chỗ nào là bát ao hoặc là súp ao là cái giải siêu trầm nó nằm ở đấy đấy ạ. Đấy, nó đang đấu với trầm của bác đây ạ. Thế này hoạt động đây ạ. Tiếng trầm rất sâu.
Anh chú ý nhá, bên em đóng gói rất là cẩn thận. Trước khi sau khi test chất âm nó rất là ổn thì bên em đóng gói. Đây. Hoàn hảo. Rất là hoàn hảo. Đây những súp mút của nó đi kèm thì bên em thay thế hết bằng súp mút rất là dày. Có thể vận chuyển đi xa thoải mái. Anh yên tâm nhá. Mình chú ý nhá, sau khi bên em đã đóng gói bên trong cẩn thận thì đây ở ngoài bên em cũng có màng co rất là cẩn thận cho anh để chống nước. Địa chỉ thông tin đầy đủ. Thì bên em cũng mong anh nhận được hàng sớm để trải nghiệm sản phẩm bên em nhé. Một lần nữa chúc anh và gia đình luôn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc, luôn luôn gặp nhiều may mắn. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại ạ.